mình chưa có làm gì thì gửi bé sớm quá thì nó tội nghiệp. Chẳng hạn như mình có làm cái gì hoặc là không làm gì cũng vậy, từ 8 tháng hoặc là 10 tháng là bắt đầu, ít nhất là 1 tuổi, bắt đầu là 1 tuổi, lâu nhất là 1 tuổi bắt đầu gửi con được rồi. Tại vì bây giờ không phải, trẻ con bây giờ không phải như trẻ con ngày xưa. Nó trẻ con ngày xưa thì nó có nhiều người chơi đúng không, ở quê ở biết này kia có nhiều người chơi, có nhiều người tiếp xúc với người. Nhưng bây giờ trẻ con bây giờ chỉ ở với mẹ thôi, ở với mẹ hoặc là dạy những cái môi trường xung quanh đây, nó chưa có biết được nhiều. Mình cho nó ra ngoài này nhiều, nó biết nhiều cái lắm. Các bạn cho nó đi rồi các bạn sẽ thấy nó khác hẳn, lanh lợi hơn, lanh lợi, nhanh biết nói chuyện hơn nữa. Rồi bây giờ cô cho mấy cái câu, hình như là hôm trước cô cho 10 câu hay chẳng hạn đấy. Thì bây giờ cô gọi hai bạn đi sửa nha. Bây giờ Như với Như Ý đi, có bao nhiêu câu đây em? Dạ 10 câu. 10 câu, Như Ý làm cho cô 5 câu đầu đi. Em với bạn Như làm hay là một mình em làm trong 5 câu đầu cô? Như Như Ý luôn, A B A B đi. Hai bạn. Chimen chimare mùa hết sao Cho nên các bạn để từ từ. Lần đầu đọc đọc để cô rửa hàng, đọc từ từ, cô viết cái này rồi cô rửa, lần sau mình hãy đọc lại nha. Các bạn câu của bạn như là gì? Chinan chu. Mới sợ đó. Bây giờ là làm ai vô trước đúng không? Mới sợ đó. Rồi, tiếp theo. Cho nên chinh cô đang si chang nghe cắt sợ Chinh cụ đăng si chang nghe chàng em cắt sợ khá xe. Tiếp câu số 2. chỗ ai chinh cô mình dùng tha cô được không cô? Đức, ha cô hoặc là gì đây? Qua ba tiểu từ, cũng Cô không những cái tiểu từ bình thường hết rồi ha, dùng tiểu từ nào cũng được. Tiếp để tục. ta hỏi nha. Hỏi đi. Ok, làm cho gì đó, dùng hai con nghỉ sót, dùng hai đứa bắt tay ốc. Ok, nam thân nhì đăng. Nếu như các bạn thêm các trợ từ muốn cùng với nữa thì có thể thêm cả chi ham kê, hôm trước mình là ở ấy đây, mình học đây, có thể thêm cả chi ham kê về để nhấn mạnh cùng với. Ok, nam thân nhì đăng cả chi dọn hoa khoan nghề sao, khoan nghề sao dọn hoa đơn bác xe ạ, đúng không con của em? Anh như nhanh chuông răng dùng hai rung ảnh phát phát sợ Nhiêu năm con khoa nam dùng thân hai rung khoa rồi ảnh phát sợ dọn hoa rư ảnh bác sợ ảnh chấm ảnh như khoa dùng hai rung bác sợ Nam thân khoa dọn hoa rừng ảm bát sợ mà là gì đây? Ơn đi gì à. anh gì Ơn đi qua, em dùng qua à? Đúng không? khoa Đâu, này không có bát chim cho nên là qua thôi. đúng rồi qua 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 dùng hai rung bác sợ Dọn hoa rừng bát sợ câu số 3 là in như in nè mùa hết sợ Gì rồi gì đây? Gì mùa đâu hết gì đây? sợ Mùa hết sợ á. Đây, bằng chân lên. cho nên năm tung sinh y lắm con người sợ thanh chết hết sợ Năm tùng sen nghỉ đăng không quên hệ do anh chết hết sao sang chết hết sao tiếp tục
Rồi. Câu trả lời là gì đây? Trong số đơn học cô bạn đề đô hết rồi. Trả lời gì đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi đó. Trong số đơn học cô bạn đề đô hết rồi. Bạn đề đô hết rồi. Còn bây giờ mình chưa học cái cô này. Thì bây giờ mình có cừ rê cô kết nối hai bạn đề. Đây là cái cô này mình chưa học, động từ tính từ điểm với cô là và. Mình chưa học thì là mình sẽ chia thành hai đôi câu. Chân số hết rồi ô, chia thành hai câu hàng chấm cái hai bạn đề. Cừ rê cô ba la tô hết rồi. Hôm qua cô em cũng làm giống vậy á, nhưng mà em thấy được tự nhiên cái dùng cái hai hết rồi giống như là em thấy dài quá, sợ ngắn ngắn gọn lại á. À. Lúc đầu em cũng làm thành hai câu là giống như trong show Dream Chester. Chứ hôm qua không biết con chó nào mà cãi thành hai câu à. Tao nhắn tin hỏi cô gọi cô nói gom được chứ bộ. Tiếng Hàn nhiều mà. Gom một câu được chứ bộ, biết không con chó nào cãi nữa. Thì cô mới nói không nghe hả? Cô mới nói là chưa học cái từ Haco với cái đi với tô thì bây giờ dùng SEO chấm cười đi cô mày không nghe, tao mới nói cô mày không nghe hả? Đúng rồi. Tại vì các bạn chưa học. Đôi khi mình học là ở chỗ này là động từ tính từ đi với cô. Cái này mình chưa học, đó có nghĩa là và nó còn một nghĩa nữa, đó có nghĩa là rồi. Nhưng mình chưa học cô, cho nên mình tạm thời chia hai mệnh đề ra để dùng cái từ liên kết đó là cừ đi cô. Đó, cho nên là khi nào mình học cô thì mình ghép hai câu này với nhau luôn. Thay vì cừ đi cô chia thành hai mệnh đề nó dài quá. Thì bây giờ mình có cô, nhưng cô này chưa học đến. Có lẽ bài số 12 gì đó, bài số 10 hay 12 gì đó học đến đọc tính từ điển của cô này. Nó có hai nghĩa, cái này có hai nghĩa. Thì trước mắt cô cho các bạn làm như thế để gì đây, các bạn dễ hiểu hơn. Còn mình làm như này là quá đúng, là đẹp là đúng, nhưng mà gì đây vì nó chưa học. Đôi khi các bạn không biết cái cô này là cô gì mình chưa học, đôi khi các bạn thắc mắc đúng không? Cho nên là cái gửi đi cô này thì mình ok rồi, nhưng mà cái cô này thì chưa. Cho nên là cô vì sao cô yêu cầu các bạn làm như thế này. Nhưng mà càng làm như thế này thì càng hay và chính xác. Cho nên là gì đây? Không phải là sai. Khi các bạn hỏi à cô nên là học nên là mình dùng sao đó cô? Đúng rồi. Dùng ủa, sao? Em là hỏi đi em. Khác đúng. Hỏi đi em. Cô em làm trong show đơn hết rồi, cứ đi cô bay đây đừng tôi hết rồi là không được á cô. Còn cái tô đâu? Bay đây đừng tôi hết rồi. Bay đây tô chứ không có được riêng với tô hiểu chồng. Đúng rồi, không có được riêng tô. Có, đã có tô rồi, những cô chờ ơi. Từ ương đương y ca thì lược bỏ. Hỏi đi em. Em nói cư đi cô, trong số hết xoay ô, cư đi cô, auto ba lê hết xoay ô. Cái từ auto gì em sai hả cô? Ô tô ba lê hết xoay ô cũng được luôn, cũng giặt giũ quần áo. Đó. Trong mấy câu đó mình dịch là mình dịch cái từ tô trước đó cô. Đúng rồi, mình phải dịch danh từ đi với tô chứ. Đó. Phải đi với từ danh từ ba lê này là gì? Vì cái việc giặt giũ và ha tà là làm. Cho nên chỗ này mình phải dùng tô này. Đó, còn ủa tô bán lấy xe vẫn đúng luôn. Giặt giũ quần áo còn cái này không? Tôi dọn dẹp vệ sinh và cũng giặt giũ. À, cái việc giặt giũ này còn của em là tôi dọn dẹp vệ sinh và cũng giặt giũ quần áo. Đó, quần áo thì cũng giặt luôn. Nam Tông Sen mấy bạn là thấy ý ghen không? Em để Nam Tông Sen cả chi câu quê coi. Được, đấy tại vì những cái tiểu từ này này thay vì không có ý răng cạc chi thì ở đây mình có là gì đây, cạc chi không là cùng thôi. Nam Tông Sen cạc chi con qua nê xem xét lại cùng với em. Còn mình có ý răng là đi với em, mà mình có ý răng và cạc chi hai cái kết hợp với nhau nữa là cùng với. Đó, các bạn hiểu ý đúng không? Cạc chi là cùng đúng không? Còn ý răng ha co nó có nghĩa là bà với, thì ở đây là với. Là một cái là đi với em trai, một cái là đi cùng em trai, có cái nào khác không? Và một cái tổng hợp hơn là cùng với, đó là gì đây? Gì đây? Thêm nữa, và cộng với cả chi. Đó, thì là gì? Đi cùng với em trai, cùng, nó kết hợp với thành cùng với. Đó, đây là gì đây?
các bạn nghe để cả chi cô cũng không không cho là gì là sai, và để Iran không cô cũng không cho là sai, mà các bạn để cả chi Iran cả chi đâu thì càng đúng nữa, cùng với luôn đó. Thì trong trường hợp mà cô ví dụ, cô đã ví dụ chỗ này nè đó, hôm mà mình nó những tiểu từ này nó đi có thể đi với cả chi ham kê luôn, có nghĩa là cùng với đó. Thì ở đây nó có này ha, nam tông sen nha, và y đăng nè cũng được, mà không y đăng thì nam tông sen cạch chi, không có y đăng cạch chi cũng được, mà muốn hai cái này kết hợp cùng nhau cho đầy đủ luôn, y đăng cạch chi luôn cùng với luôn đó. Tôi đi gì đây, dạ ở công viên cùng với em trai, một cái cùng một cái với và ghép lại là cùng với. Rồi bây giờ còn câu số 5 đúng không? Dạ. Cô này để viết câu số 5 ha, cái bảng này nó nhỏ cho nên là phải bôi câu này. Rồi câu số 5. Trong sim em mùa mật có sợi á. À trong sim em mùa mật có sợi á. Cho nên băng ơn mật có sợi á. 그리고 커피도 마셨어요. Đúng rồi, mà có sao 그리고 băng po nhầm coffee Nè. đúng không? Coffee도 Coffee마셨어요. mà sao sao à, đây trường hợp này mình có thể là thay vì Grico mình có cô là kết nối hay mạnh đề luôn, thì ba ngưng mỏ cô phi tôm mà sẽ là ok, nhưng mà vì mình chưa học cho nên cô phải gì đây chia hai mạnh đề để dùng Grico. Và nhiều khi à mình làm như thế này, chẳng hạn người ngoài nhìn vào hoặc ai đó nhìn vào hoặc là chồng mình nhìn vào, ủa sao chỗ này mày không kết hợp với cô luôn, mà sao chỗ này là gì đây, là mình dùng Grico chia hai mạnh đề cho chia nó mệt vậy. Vì sao? Vì là mình chưa học đến cho nên bảo à các em được bảo là cô giáo bảo vậy là đúng nha. Không. Mà cô nói là mình chưa học đến. Đó. Mình chưa học đến nha. À, nhiều khi người Hàn nhìn vào á, à sao mày viết không viết thế này mà viết thế kia chẳng hạn. Cũng muốn viết lắm nhưng mà tại vì mình chưa học đến, mình chưa tìm hiểu chính xác cho nên là không nên viết. Cái nào chính xác thì đi đi viết chính xác, cái nào học rồi mình sử dụng, cái nào học rồi sử dụng, các bạn sẽ học đến đó, nhưng để từ từ mình chưa học đến thôi à, cho nên à cô giáo nói viết cái này mới đúng, cái kia không đúng không phải ha, à, mình chưa học Cô như em ghi câu cô ơi cô ơi đến. cô cho em hỏi câu hai đi cô. Hỏi đi Cái chỗ kia là cái chỗ kia em cái chỗ kia là khá sợi ố hay là cắt sợi ố cô? à chưa Câu hai em cô đang khá sợi ố đúng không, khá sợi ố tại vì gì đây, hai chữ a nó gặp nhau thì các bạn lược một chữ a đi giống như là khai ô đấy, thì nó đi ở đây nó đi với át, mình chỉ ghép lại gì đây thành khác à, kể cả cha tà cũng thế là gì đây, chát sợi ố mạnh na tà cũng thế thành mạnh nát sợi ố đó, a bị lược bỏ đi hết giống như mình chưa được lại Dạ dạ em hiểu rồi. à, rồi trường hợp nào nữa không? Cô cho em hỏi chỗ mà câu số 5 cô hỏi em ghi là trong si mê mua sừng một cái xe ở đúng cô Đúng rồi, mua sưng là từ gút gọn của thằng này, mua sưng gút gọn là thằng mua này, nè à mua sưng gút gọn lại thành mua, mua à đó, từ mua là gút gọn của mua sưng này, nó là một một, nó là một đấy, người ta viết gút gọn là đấy, mua một cái xe, mua sơ một cái xe bằng nhau. Rồi hai bạn lặp lại một lần nữa xong đổi vị trí cho nhau ha. Cho em hỏi cái này cái con. Ok đi. Câu hai em làm như là con xem em đúng không? Ở chơi năm hôm qua khách chi cúc cúc cha để cho thư ra ma bọt phao. Tiếp đọc đi xong rồi sửa sao. Anh yêu nam phương ngân khách chi anh bật sao oni wa khách chi bật sao vậy đúng không? Không, nam phương ngân là không được nha, không phải xem cùng với chồng, không phải xem với chồng, thì ở đây với những cái phải sợ gì sử dụng tiểu từ là qua và pha, và đã có qua và pha rồi thì không có ưng nưng hay gì hết ha, cũng giống như tô này, nam pha ưng khoa là không có,
mà đã có khoa rồi, là những chữ từ ưng rưng hay y ca hay ưng nưng đều cũng bị lược bỏ, nói giống như tôm này. Nghĩa là nam nam phân nên khạch chi không được hả cô? Không, dê, vì ưng nưng nó không đi với gì đây cả chi, mà mình phải sử dụng những tiểu từ như qua và khoa, không Vậy đi mà hôm cùng với qua em cả. làm á, em không có thêm nâng, nơ vô đâu. Xong cái chồng em á, tại sao chỗ này mà không thêm này vô, nó kêu thêm nâng vô nữa mới đúng. Em nói là tao ho làm gì đúng rồi, xong rồi em cãi đó. Ví dụ như Ôi trong trường hợp là em nói là chồng là không đi cùng, ở trong trường hợp đó là ý người ca em phải sử dụng, ví dụ như ở trong trường hợp này này em làm nên là ông ta sửa là như thế này, ví dụ như trường hợp này em để là nam phân cạc chi đúng không, trong trường hợp này em để như thế này đúng không, em để là em không để là năm phân khạc chi không à, ai gọi tiếp hạn bột xoay bột, nam xong rồi phân cái còn em kêu thêm chữ nơ nâng vô. cà chi án bát xe Dạ nam phân cà chi án bát xe nam phân nữ cà chi án bát xe, chồng thì không xem cùng mà xem cùng với chị, thì ở đây giống như ông tách cái hai câu như thế này này cho chủ ngữ và ở đằng trước này là chồng thì cà chi án bát xe, chồng thì không xem cùng mà là gì ở ni qua cà chi gì đây bát sơ cà chi bát sơ, nhưng ở trong trường hợp này các bạn dùng nam phân qua cà chi nó sẽ hợp lý hơn, tiểu từ nó đi với nhau, không xem cùng với chồng nam phân qua cà chi bát sơ mà ni qua cà chi bát sơ, bát sơ dùng những tiểu từ đó nó sẽ hợp lý hơn là cho từ ứng nước này, ứng nước này mình phải tách ra cái nam phân này nữa là một chữ từ là chủ ngữ nữa, nam phân nữ xong cả chi ảm bát sale mà là gì omni nưng cả chi bát sale chẳng hạn, nếu chỗ này là ưng nưng thì chỗ này phải là ở đằng sau không là gì đây omni nữa qua nữa mà là omni nưng cả chi bát sale, thì chỗ này cái chia cái chủ ngữ nó dài dòng quá, chồng thì không xem cùng mà chị thì thêm cùng chẳng hạn, thì câu này nó đi nó không logic cho lắm, À cũng dạ. là ok nhưng mà Em nó hỏi không cho như bạn vậy, xíu cô. hỏi đi em. Cái chỗ mà cái từ boy á cô, là dùng cho tất cả là dùng cho quá khứ á đúng không? Là mình điều mình dùng giống như mình hỏi làm gì là cái từ mo đó là dùng điều thêm âm r ở phía dưới đúng không cô? Mùa Mo nói cái từ mo hết sale á. mùa hết sale thì như Ê thế nào, là giống như là chỉ là giống như bình thường là dùng mình hỏi là more hết sale là dùng cho hiện tại, còn quá khứ là mình dùng cái âm mg xuống dưới thôi đúng không con, là tất không cả là phải không phải dùng không phải không phải mùa làm cho hiện tại, nếu mà hỏi hiện tại phải là mùa hè chứ, à đúng rồi, giống như là hỏi hiện tại đó là dùng dùng mình hỏi more hay dấu còn mà còn hết sale là mình phải dùng thêm cái âm r xuống dưới nữa mà. R này à? Dạ đúng rồi, Ý em nói R này à? dạ đúng rồi. Không, hai cái này vẫn giống nhau, trừ khi cái R mất đi là khi mua sale. À, là khi mình mua cái gì là dùng mua sai ố còn mà mua mua làm gì là mua heo mua heo mua À làm tại gì là vì điều thêm chữ e rồng cô. đúng rồi, điều thêm với R. Nhưng khi người ta viết tắt ở đôi lúc các bạn à, các bạn nghĩ người ta viết tắt người ta cũng chỉ viết chữ này thôi. Cho nên là trong trường hợp mùa này và mùa này đôi khi người ta nói tắt vẫn y chang nhau, nhưng mà trong trường hợp mùa này vì sao mất đi này là vì R mà gặp S này bị bắt với tắt này. R bị bắt mất đi này, chỉ còn mùa sai ố này chẳng hạn. Đó, còn mùa hè ố, mùa mùa con bu hè ố, vân 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 vân. Vân vân thì là gì, người ta hay dùng chữ R này, và trong một số trường hợp thì người ta chỉ dùng bỏ chữ R đi, cũng có thể lược bỏ chữ R đi, cho nên là cái này nó không quan trọng, R này nó không quan trọng này, nhưng mà thường thường mình nó không phải là bắt quy tắc thì các bạn thêm R và bình thường, bây giờ mình mới bắt đầu học mà ha, cho nên mình thêm R và bình thường cho nó có đầy đủ ha, trừ khi là nó bắt quy tắc thì nó R nó bị mất đi thì là gì đây, mình sẽ cho vào đó. Tại vì phía sau hỏi hành động đều là mua ớt xương mà ra,
mua sưng hẻo, mua sưng còn mua hẻo, vân vân. Thì tất tần tật nó đều gom lại thành múa hết đó. Từ mu ốp này hai thằng ghép lại và ghép tiếng r này mới thành là r, với thành từ múa này. Vì phía sau mình hỏi là đều là động từ hết đúng không? Mộ ha tà, mộ công vu ha tà, mộ gì đây, mộ gì đây, à, sa tà. Nhưng mà sa tà này bắt đầu bằng xước thì nó bắt với tắt, thì ở đây r bị mất đi đó. À, nó trong trường hợp đấy, cho nên là vì sao lúc mộ lúc là gì đây, mộ đấy. Và người ta đôi khi người ta nói chứ không nói, người ta nói tắt là người ta là mộ thôi. Rồi bây giờ hai bạn đọc lại rồi xong còn gì để hỏi à? Thôi lặp lại và cho cô đổi vị trí cho nhau ha. Hai bạn đọc đi. Chu ma re chu o chin chi nan chu. Mày đọc trước đi ơi. Ý gì đào hả? Có. Đọc đi. Chinan chumare mo hetseoyo? Chingu hago sijange hasseoyo. Oche nampeun irang gachi yonghareun eseo yonghak. Oche nampeun irang gachi yonghakwan eseo yonghareun basseoyo? Aniyo, nampeunhwa yonghareun an basseoyo. Anniwa yonghareun basseoyo. 일요일에 뭐 했어요? 공원에서 남동생이랑 산책등 했어요. 어제 집에서 뭐 했어요? 저는 청소를 하고 빨래도 했어요. 양님은 다 맞게 lắm rồi. 점심에 무엇을 먹었어요? 저는 빵을 먹었어요. 그래서 커피도 mà sợ sợ cô em đi cái cô mắc lắm rồi. Ok. Rồi okay, mà đọc hết luôn đi Như Duy. Là em tự đọc lại là tự đọc thì trả lời luôn, trả lời luôn hả cô? À bạn đọc tới đó rồi bây giờ mình đọc hai câu là tự đọc trả lời luôn ha, hai phần luôn. Dạ. Chinan chumare mo hetseoyo? Chanen chingurang 시장에 갔어요. 어제 남편이랑 같이 영화관에서 영화를 봤어요? 아니요. 저는 남편이랑 같이 영화를 안 봤어요. 언니랑 같이 봤어요. 일요일에 뭐 했어요? 저는 남동생이랑 공원에서 산책했어요. 어제 집에서 뭐 했어요? 청소를 하고 빨래도 했어요. 점심에 무엇을 먹었어요? 아, 빵은 먹었어요. 그리고 커피도 마셨어요. Rồi, ok. Ok hết rồi ha. Đúng hết rồi. Dạ. À, Như Ý ở ngoài có nói được nhiều không? Dạ, cuối cùng là em cũng nói được nhiều mà cái chỗ hả? Giống như khi em vô em làm viết á thì em thêm trả từ này kia đúng hơn, còn khi em nói thì em có cái chỗ mà trả từ thì em hay lắp bắp cô không à. Nó hay còn gối gối, tại vì trả từ đôi khi em nói mình lược bỏ, đừng để ý cho đó, nói có thể dạ, lược bỏ đúng hết rồi. Hay sao nếu như mà em tiếp xúc với chồng thì cũng được, cái cô cũng hiểu cũng biết được chút nhưng mà khi mình thêm trả từ thì em còn hơi gấp khi trong những nói còn viết thì em rồi bây giờ nghĩ với em bây giờ học học như thế có vận dụng vào văn nói với chồng với nhà không? Dạ em cũng có sửa lại chút chút rồi đó cô. Lúc kia là cô em cũng dễ cô phát triển á, thêm ba cái đó vô được cô. Nói chuyện là có thể lược bỏ, các bạn cứ yên tâm. Tại vì mình có học bốn kỹ năng là viết, đọc, vân vân, thì đang lên học ngữ pháp thì đã có ngữ pháp thì viết các bạn phải viết đầy đủ cho cô. Vì sao cô sửa là thiếu chờ từ nào là gì đây phải sửa đã, nhưng văn nói gì là khác, các bạn không cho vào bình thường, cứ nói bình thường không sao, đang đi chỉ chờ từ viết thì được mà nói thì thiếu không đúng ai, nói thì có thể người ta lược bỏ hết, và trong khi người hàng nói họ cũng lược bỏ, đôi lúc là cũng có người cho vào nhưng đôi lúc cũng có người lược bỏ hết. Thì mình cũng nói bình thường, mình nói thì mình lược bỏ được, nhưng khi viết thì các bạn phải hiểu là viết như thế nào để cho nó đúng, có trợ từ, có đuôi câu, có ngữ pháp vân vân. À, đây là ok. Rồi cái em
em hay nói chuyện với chồng, nói chuyện ví dụ mà ban nó cô hỏi giờ em học bánh sữa lại cho quen lại, nhiều khi em nói chuyện với chồng quen không sao, nhưng mà ra ngoài cái em nói chuyện với lớn với vui vui Đúng mẹ chồng thì rồi, nhiều khi em cũng bắt luôn, quen miệng. nên giờ em sửa lại em nói với chồng em nói chuyện cho đầy đủ luôn cho nó quen á. Có thấy chồng khen giỏi tiếng gì không? Chồng thấy chồng kêu gắng của thằng ơi, cứ gắng học. Tại vì mình nói Em là nó quen miệng ấy, các bạn nói banana ra ngoài các bạn nói nó quen quen miệng, tuy là mình là biết nhưng mà mình nói quen miệng rồi mình sửa khó sửa lắm. Dạ nên giờ em sửa sửa lại luôn, sửa với chồng luôn, em nói cho nó thêm đầy đủ để nói chuyện với mẹ chồng rồi cho nó đầy đủ lại để nói chuyện bên bên không rồi. Chứ chồng mẹ chồng ba không la ba biết mình ba cũng thông cảm, nhưng mà thấy nghĩ là thấy cũng 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 kỳ. Người biết vì sao người ta thông cảm cho mình không? Vì là em không sang đây không biết tiếng, nhưng mà đến lúc nào đó nó nhiều quá người ta không thông cảm nổi nữa. Dạ đúng rồi, bởi vì giờ em học xong rồi em sửa lại từ từ em thấy chậm vậy luôn. Đến lúc mà dạng như là người ta nghe ghét rồi người ta thông cảm thấy mệt thôi chẳng hạn, nghe thấy là mình nói không thông cảm, mà em đã học từ ngày và người ta chứng kiến em học từ ngày, mà tại sao em đã học có học mà tại sao em lại không phát huy được? Nhiều khi bảo mày học mấy tháng trời chẳng hạn, hay nó cái khác cô nói ví dụ thôi, mà thấy tại sao mày không biết gì chứ vậy chẳng hạn, người ta nói như thế. Hoặc là lúc trước không học thì không nói gì, nhưng mà bây giờ có học tại sao lại không sửa, hoặc là gì có học được những gì rồi mà tại sao vẫn nói như thế chẳng hạn. Đi là gì đây, Rồi. hỏi đi. Em nói một cái ví dụ như của em là cô em học rất là nhiều luôn, nhưng mà em chẳng có nói chuyện được với mẹ chồng em. Sao vậy? Tại vì mẹ chồng em là người Busan đó cô. Đúng rồi, nó có tiếng địa phương đúng Dạ không? em nhớ là em học cái bạn đã vất vả rồi là Sukuhetsu Mita, mà mẹ chồng em cứ nói giống quá tệ. Nhớ rồi, cái câu này mình cái từ này mình chưa có học, em suy nghĩ hoài em không biết cái từ đó là từ gì, em mới hỏi chồng em. Cái từ địa phương nó khác với mình lắm luôn cô. Đúng rồi, và những cái người mà Hả? ở trên núi nói chuyện còn khác nữa. Ở trên núi nói chuyện còn không không nghe gì được luôn. Các bạn thử nghĩ như thế này này, ở Việt Nam mình cũng thế, có miền Nam, miền Bắc và miền Trung, thì miền Nam đi ra miền Bắc nói cũng không nghe được, cùng là người Việt với nhau đấy, miền Bắc vào miền Nam nói cũng không nghe được, mà ra miền Trung càng không nghe được luôn đó. Cho nên là cũng giống như ở nước ngoài đấy. Các bạn đi ra miền Bắc giống như các bạn đi nước ngoài, ra không hiểu chưa à. Và bây giờ miền Bắc vào miền Nam vô, người miền Nam nói gì cũng không hiểu gì chân luôn và vô tới miền Trung Bắc Nam, vô tới miền Trung Bắc nói cũng không hiểu, Nam nói không hiểu, Trung cũng nói không hiểu luôn đó. Thì cứ nghĩ như thế, ở đây nó cũng như thế, cho nên cái tiếng mà chúng ta đang học là cái tiếng Seoul, dạng như Seoul ấy, là ví dụ như cái tiếng chuẩn của Việt Nam là tiếng Hà Nội. Đó, giọng Hà Nội là cái giọng chuẩn nhất, họ đánh vần hoặc là cái chữ nào họ gai cái chữ đó là cái giọng Hà Nội ấy. Giống như ở chúng ta Seoul đó, ví dụ lấy cái âm mà chuẩn nhất là cái âm âm thủ đô đấy, mình có thủ đô Hà Nội và ở đây nó có Seoul, cho nên khi chúng ta học chúng ta cái việc học là nói có giọng theo cái giọng của chuẩn của nước thôi, chứ theo cái giọng địa phương thì các bạn ở địa phương nào thì đôi khi mình nghe quen nhiều rồi đó mình học theo, chứ mà cái giọng chuẩn của nó thì giống như mình phát âm người ta nói trong cái sách mình này nè đó, và mình nghe hoặc là mình nói như này thì là cái phát âm nó giọng theo một giọng thôi, chứ bây giờ mình học hết những giọng địa phương làm sao mình học hết được, không thể nào khi trừ khi là mình ở địa phương đó mình quen rồi mình phát âm theo thôi, chứ mình không thể nào học hết được. Các bạn cứ nghĩ như thế đấy. Và cái người già người ta nói chuyện rất là khó nghe, người ta nói nhanh, thứ nhất là nhanh, thứ hai là người ta tắt, và thứ ba là người ta nói cái từ từ xa xưa, từ cổ chí kim, từ cái từ ngàn xưa tới bây giờ luôn đó, rồi mình sao làm sao bị hiểu nổi, cả chồng mình còn không hiểu nổi đấy, vậy là mình cho nên là như đây. Đôi khi các bạn cũng đừng 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 có quá lo về cái việc mà người lớn mình không nghe được. Rồi bây giờ bắt đầu từ câu số 5 đến câu số 10. Bây giờ thêm hai bạn ha. Bây giờ Nhung đi, Nhung với Hạnh đi. Dạ có em. Em có cô. Nhung với Hạnh. Dạ có em. Rồi, hai bạn đọc cho cô đi. Lộc Để Phú chị.
Dạ. Công mô hệ sơ mô mô hết công nghi cấp. À, công mô hệ sơ mô gia đình cơ lương hết sơ cơ đi cô chúc cô tô hết sơ. Đây người ta hỏi đi cá phải cho là đi tà nha. Ủa quên. Đây bạn hỏi rất lịch sự hết xin đi cá. Thì bây giờ đây như này cha chan cơ đường thách xin đi tà cứ đi cô chúc cô tô hết xin đi tà. Đúng rồi, cha chan cơ đường thách xin đi tà cứ đi cô. Cứ đi cô gì đây? Chúc cô to hết sức người ta. Đúng rồi, chúc cô to hết sức người ta. Còn ngoài cái từ chúc cô nữa mình còn cái này là đá bóng, còn chơi bóng là từ gì đây? Cung nồi. Đúng rồi. Cung nồi đi. Cung nồi đi to hết sức người ta. Rồi bây giờ cô sẽ cháu tiếp si trang nghệ sơ mô sát xung đi cấp. À si trang nghệ sơ mô sát xung đi cấp có in hạ cô xin bàn tô sát xung đi tạ. Đúng rồi, khoa in hạ cô xin bàn tô sát xung đi tạ xin bàn khoa in hạ cô. Em dùng hạ cô đúng không ạ? Xin bàn tô sát xâm cả. Rồi câu số 7 copy hệ sơ copy sát bài sơ bỏ hết xâm cả. À copy sát bài sơ hoặc là cafe hệ sơ cũng được ha. Coffee shop và cà phê là cùng nhau đó, quán cà phê hoặc là gì đây, hai cái từ đều là quán cà phê hết. Cà phê sao mua hết xin đi cà. Tôi xin đi làm cái iyaki hết xin đi ta. 그리고 자도 마셨어요. 마셨습니다. 선생님 khoa nha. 선생님 khoa. Nói chuyện với thầy giáo cô giáo chứ không có nói chuyện cùng thầy giáo cô giáo, hiểu không? Đi đâu á, đi đâu thì đi cùng với, nhưng mà em nói chuyện với ai? Nói chuyện với thầy giáo cô giáo chứ không phải là mình nói chuyện cùng. Nói chuyện với ai thôi, mình phải hiểu là cái cà chi đó là khi mình đi cùng làm gì đó cùng với ai. Nhưng mà ví dụ như tôi nói chuyện điện thoại với ai, với bạn đó, thì ở đây cũng thế, nói chuyện với ai? Nói chuyện với giáo, giáo viên. Thì chỗ này những cái từ này là qua và hoa y đăng thì nó hợp lý hơn đó. Thì ở đây nó không có hi đang cả chi, tại vì nói chuyện cùng với giáo viên không phải nói chuyện với ai, là nói chuyện với cái cô giáo viên này thôi, chứ không có cùng với, ví dụ như làm hành động gì đó, dù đi đâu cùng với ai đó chẳng hạn, thì là ấy. Nhưng mà mình với thôi. Sojinen wa iyaki. Hesunida. À, hesunida. Kuriko cha to masusunida. À, kuriko cha to masusunida. Rồi, còn gì nữa không? Câu tiếp theo. Chị Nan, hoa yêu y nè, mổ hết xung đi cấp. À, chị Nan, thô yêu y nè. Hoa yêu y cơ. Hoa yêu y nè. Hoa yêu y nè. Mổ hết xung đi cấp. Hàn Quốc ở đâu? Combo 했습니다. 그리고 숙제도 했습니다. Bộ này viết cách ra nha, tại vì cái bảng này nhỏ quá cho nên là cô viết nó cách không có xa xa, là các bạn tự tự viết dính liền ha. Ở đây cô có cách này, những cái này cách hết hàng mùa rồi cách hết ra. Rồi ở đây cô bôi đây để viết câu ha, viết đây cho dễ để viết cái viết là không thấy. Rồi bạn đọc lại cho cô cái gì đây? Hàn Quốc ở đường combo hết sức đi 그리고 숙제 했습니다. Đúng rồi. Hàn Quốc ở đường
공부했습니다. 그리고 숙제도 했습니다. 가서 찍는 와. 가서 뭐 이러 와. 아이 얘를 꾸 냠냠 해. 나이 때 주말에 어디 갔습니까? 아 어디에 갔습니까? 제주도에 가족같이 여행 갔습니다. 가족 같이 내 랑주 가족같이 제주도에서 갔습니다. nếu như mà do hen ha tà thì e sơ, còn như mà kha tà thì chỉ e thôi ha, đi du lịch thôi. À ca chú khoa cà chi, cái này với cà chi Chơi là chung nó là hay này. sơ À chê chu tô, nếu sử dụng e sơ thì phải do hen ha tà Do hẹn ha, cách xin cả. do hen hết xâm này ta. Vì sao? Vì hành động du lịch ở tại địa điểm nào đó. Nhưng bây giờ mình dùng kha tà thì nó lại khác. Kha tà là động từ di chuyển rồi. Đi du lịch thì những động từ di chuyển nó có đi với e sơ không? Không, đúng không? Thì chỗ này mình chỉ có gì? E thôi, nếu như sử dụng kha tà. Kha tà là đi du lịch, do hen ha tà là hành động du lịch. Cho nên nếu dùng do hen ha tà thì cái trợ từ nó lại khác đi. Nhưng dùng dở hen kha tà là trợ từ này khác đi. Tại vì khi các bạn đi đâu, tôi đi đến Jeju Tô này du lịch, đi du lịch là hành động có kha tà, thì những động từ di chuyển, danh từ đi với địa điểm, đi với động từ di chuyển thì là gì đây, mình phải đi với e. Còn ở đây là dở hen kha tà là hành động du lịch, tôi đã du lịch ở tại Jeju Tô thì chỗ này sao à, hiểu ý cô không? Cho nên là kha tà với ha tà mình xác định để mình xem e hay sơ ha. Rồi các bạn lặp lại một lần nữa xong đổi vị trí cho nhau ha. Hỏi đi em. Con kia mổ hết xong gì đó Con nữa chơi hả? kia dạ cứ còn À. nước rồi hay vậy Còn nữa sao? con Có kia kia sơ mổ hết xong gì đó. chơi kia ở sơ kia ăn chi cô kia ăn lương hết sinh nhật à ủa à đúng rồi À, con chê cô kia hết sức người chơi ta. kia ăn chi cô kia Hết sức người ta. Còn gì nữa? cứ Kuriko. để cô Tiếp. tin tôi mà như chỉ có sinh nhật À đúng rồi, Sachin to. Mani chikosumita. Rồi, các bạn lặp lại một lần nữa xong đợi vị trí nha ha. giờ lặp lại em vẫn sao giống người lại không Đúng rồi, tại sao mà đợi được cô vị ơi trí? đại 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 em hỏi cái này cái cô Hỏi đi. à, cái chỗ mà nói mình nói chỗ thứ ba từ trước là mình dùng chi năng hai viên hay là chi năng chu hai viên cô Chinh năng cái chu. câu số chín À. á Cái câu số 9 là Chin nan thôi re là gì đây à, thứ bảy trước Chin nan thôi yên thứ bảy trước, nhưng mà mình dùng Chin nan chu thôi yên là thứ bảy tuần trước đó, mình thêm chu vào là tuần. Ừ. Tại vì thấy bạn mấy chị làm gì cái cô ghi China hoa viên mua hết cá này chỗ con số 9 đó cô ghi chỗ mình China thôi không có ghi chu á Chị mấy em làm giờ thêm chu đưa nên em hỏi đúng rồi, chín năm chu thu yên đây, nếu mà thêm vào đây thì phải là từ gì đây, chín năm chu thu yên ha, chỗ này còn cô là câu chín năm thu yên, cái chủ nhật này qua rồi đấy, cái thứ bảy là qua rồi đấy, chín năm thu yên đấy, thứ bảy vừa rồi đấy, ý là cô nói thứ bảy vừa rồi thì bạn làm gì đấy, còn ở đây là chín năm chu là thứ bảy từng rồi, cho nên là chỗ này các bạn dùng gì đây, chín năm chu cũng ok không sao ha, là thì sao hỏi thì lại đi chị con mua về sơ mổ hết xong đi cá
짧은 거를 했습니다. 그리고 축구도 했습니다. 시장에서 뭐 샀습니까? 거의 가고 신발도 샀습니다. 커피에서 뭐 했습니까? 선생님과 이야기 했습니다. 그리고 자도 마셨습니다. 지난 화요일에 뭐 했습니까? 한국어를 공부했습니다. 그리고 숙제도 했습니다.